Thực tế, cái kênh truyền thông nó luôn luôn nó phải gắn liền với việc bạn quyết định các hình thức truyền thông ở trong IMC là quảng cáo IPR, là bán hàng cá nhân hay là làm direct marketing. Thì ngày xưa ấy, trước khi mà cái kỷ nguyên 4.0 ra đời thì gần như là các cái hình thức truyền tải quảng cáo IPR hay PR nó chỉ sử dụng được cái kênh, các kênh truyền thông đại chúng như là radio, như là đài truyền hình quốc gia hay là như là báo giấy. Ngày nay thì nhờ vào cái sự ra đời của cái kỷ nguyên Digital Age, nhờ vào sự ra đời của mạng xã hội social mà chúng ta có được một cái nền tảng giao tiếp mới, nên là mọi cái tư duy làm truyền thông nó đã thay đổi hoàn toàn. Thì ngày nay quảng cáo ấy, với sự phát triển mạnh mẽ của Facebook hay là YouTube, thì cái hình thức quảng cáo TVC ở trên truyền hình ấy, thì đã có thể thay thế bằng cái hình thức video viral marketing. Thay vì tiếp cận đến hàng triệu người ở trên một kênh VTV3 vào khung giờ 19 giờ thì chúng ta cũng có thể làm video viral marketing ở trên kênh Facebook cũng tiếp cận được tới hàng triệu người. Ok. Hay là làm PR thì ngày xưa thì chúng ta làm PR thì chúng ta chỉ có thể làm bằng các cái sự kiện offline hoặc là book những cái báo trên những cái báo giấy. Thì ngày nay chúng ta có thể làm PR bằng hình thức đó, tổ chức những cái sự kiện, những cái cuộc thi online, hay là book ở trên những trang báo điện tử như là kênh 14, vân vân. Còn đối với cái hình thức xúc tiền bán thì ngày nay chúng ta có thể làm khuyến mãi dễ dàng bằng cách tạo ra các cái chương trình chia sẻ trên mạng xã hội như là quay số hay là chơi game online, mà không cần mất công tạo ra những cái ấn phẩm như là thẻ cào hay là phiếu quà tặng như ngày xưa nữa. Còn đối với bán hàng cá nhân ấy, thì bằng việc ra đời của mạng xã hội, chúng ta không còn cần thiết phải trực tiếp gặp khách hàng, cần thiết phải sử dụng telesale hay SMS marketing nhiều như ngày xưa nữa, mà bán hàng cá nhân ở ngày nay bạn có thể tận dụng các profile ở trên Facebook hay là những cái tài khoản forum hoặc là những cái group ở trên Facebook để có thể trở thành những cái hot blogger, để có thể xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, nhờ đó giúp cho bạn có thể bán hàng trực tiếp ở trên trang cá nhân của bản thân của mình. Cuối cùng, đối với direct marketing ấy, thì với sự ra đời của digital, với sự ra đời của social media ấy, thì nó có cái tác động gần như là mạnh mẽ nhất và thay đổi hoàn toàn cái hình thức direct marketing này so với cái thời kỳ ngày xưa. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất của direct marketing ấy, nó là một cái hình thức tương tác hai chiều, mà bản chất của những cái kênh digital, bản chất của social media nó cũng mang tính hai chiều. Như vậy nên với cái sự kết hợp này, nó khiến cho cái hình thức direct marketing trở thành một cái hình thức xu hướng ở thời điểm hiện tại. Mà vì vậy rất nhiều những doanh nghiệp ấy, họ chỉ cần làm direct marketing mà vẫn có thể tồn tại được ở trong thực tế, là vì vậy họ chỉ có đăng bài trên Facebook, họ chạy quảng cáo và ra đơn. Ok. Thì nhờ vậy mà direct marketing đã thay đổi rất là nhiều như sau. Họ có thể tạo ra được những cái landing page, tạo ra được những cái web thương mại điện tử để bán hàng ngay trên internet và thu thập được một cái lượng lớn, cái danh sách database của khách hàng. Ngoài ra, họ cũng có thể làm SEO, đó là việc họ tối ưu hóa cái nội dung để đưa cái website của doanh nghiệp lên cái top đầu của trang tìm kiếm Google. Từ đó giúp cho cái tỷ lệ khách hàng biết tới doanh nghiệp sẽ cao hơn ấy, khi mà họ thực hiện cái hành vi đó là tìm kiếm trên internet. Tiếp theo là họ cũng có thể làm các cái loại hình quảng cáo tương tác như là quảng cáo SEM, là các hình thức quảng cáo ở trên các công cụ tìm kiếm như Google, hay là quảng cáo True View ở trên YouTube, hoặc là quảng cáo Facebook Ads ở trên cái trang mạng xã hội Facebook. Cuối cùng là họ cũng có thể làm direct mail, đó là việc họ tận dụng email ấy để gửi thư với cái nội dung bán hàng trực tiếp, hay gửi những cái bài viết hoặc là cái tin tức có giá trị đều đặn với cho khách hàng mục tiêu, để từ đó xây dựng được cái lòng trung thành cũng như là bán được hàng.